ngào được. Em không có thể hiện này cái nọ, người ta lễ người ta tặng hoa tặng bông, chứ nhiều khi em nghĩ tới điều đó luôn, em thậm chí em nhớ tới ngày đó trước luôn nữa, nhưng mà đục kèo em không có tặng gì được, cũng không nói gì được. Dữ lắm là em nhắn tin, thì tính lắm là ví dụ như nếu mà em có quen bạn nào đó đi, em nói ờ vậy chút chút vậy là xong. chút là sao? Thì nghĩ như chút cái ngày đó là ngày gì, nếu mà ngày đó là ngày đặc biệt thì em chút ngay trong ngày đó rồi thôi, nhưng mà chứ hết biết nói chắc, gì chắc sẽ chút như thế nào. Ví dụ như ngày 8/3, chúc 8/3 vui vẻ, vậy thôi. Thì ráng thêm được vài câu xinh đẹp gì đó. Nói chung là nịnh chút, nói chung là ngày đó đặc biệt thì mình nên nịnh chút xíu cũng không sao đâu. Mà có biết đi thả thính người khác là như thế nào? Thả thính cũng cọc lắm. Nhiều khi nhắn tin với em á là cực kỳ chán luôn. Thậm chí cái người mà cùng giới với em luôn là ngông con trai đi nhắn tin với em, chắc nhiều khi họ đập điện thoại luôn. Kiểu như họ chán á, họ nói thằng này không biết nói cái gì, nhạt nhẽo á, nói chung là không có mở một cái câu chuyện. Thường á thì người ta nói chuyện thì hay có một cái vấn đề đó mở ra để cho mình hỏi tiếp, còn em là kiểu như người ta hỏi gì trả lời đó, kiểu như người ta bực lắm, một chút xíu là họ gửi icon đó là xong. Bực đến mức là chỉ cần trả lời bằng cách là gửi cái icon xong là mà em cũng hay như vậy thôi. Với người ta đó cho nên là người ta cũng bực bội lắm, nói chung là em cảm nhận được điều đó. Mình cảm nhận được bản thân của mình có những chỗ nào chưa tốt như vậy, nhưng mà mình nhất quyết không thay đổi. Không, nói chứ là tại vì đối với em á, em không có làm gì xấu hết á. Cái ý nghĩ trong đầu của em là em không có xấu với người ta, không phải là mình chảnh chẹ hoặc là mình không tốt người ta hoặc là người ta xấu gì với mình. Thật ra là tại vì cái tính em vậy, nói chung là mình cảm giác thế, mình nói tới đó là ổn định rồi thì thôi. Nói tới đó là ổn định rồi thôi. Hết biết nói gì nữa. Trong khi mình sáng tác rất nhiều bài, từ Hồng Nhan, Bạc Phận tới Sóng Gió, phải không? Lời đúng không? Cái nào cũng sâu xa. Nói rất là sâu deep luôn. Đúng. Nhưng mà ở ngoài không biết gì cả. Không nhắn tin. Như là em viết nhạc thì em có thể viết được, em hát được, nhưng mà kêu mà em nói ra những cái từ lãng mạn là em nói không được. Ủa tại sao vậy? Em bây không biết mình, em mắc cỡ sao. Bây giờ mình nói ra những từ lãng mạn mình cũng đâu có nói gì đâu, mình chỉ nhắn tin cho người ta thôi mà. Cũng không luôn. Nhắn tin thì nó cũng hơi xém tí thôi, chứ không thể nào mà em dùng mấy cái từ nó bay xến xến mà em nói được. Em khi mà em nói ra bắt đầu em đọc lại là em thấy trời, tự nhiên mình nói cái gì vậy, mắc cỡ liền em kiểu vậy. Nói chung là em sống em hay thiệt lắm. Em nghĩ gì em nói đó. Nói chung là mình lúc đó cảm xúc mình sao mình nói ra vậy, cái thì ai có buồn mình thì buồn, nhưng mà mình không có đừng có xấu với người ta là được rồi. Okay. Chính vì cái suy nghĩ đó cho nên là mấy tháng nay từ khi gặp em tới giờ vẫn nhạc y chang vậy, không hề thay đổi thêm tí nào cả. Và cũng không có người yêu luôn hả? Dạ, vẫn nhạc. Em hỏi nhạc như vậy làm sao ai dám yêu được? Tầm này mà yêu cái gì? Lo sự nghiệp rồi. Này kia nọ trước đi, rồi lúc đó yêu sau. Có bao nhiêu mối tình rồi? Đừng nói là không có mối tình nào nha. Tất nhiên là có rồi, hồi đi học em cũng phải có quen, có yêu, có buồn, có nhắn tin thì kiểu như thất tình kể, rồi các thứ. Kể ngay chơi câu chuyện tình rồi đi. Nói chung là có yêu nhiều nào? Hơn nhiều cái đi, kể lắm, nhưng mình kể cái vui đi, đừng kể cái buồn. Kể cái nào mà thì em có quen một cái bạn đó, nhưng mà bạn đó nhà xa hơn em. Mà cái đường nhà của em á, thì kiểu như là thay vì em chạy xe á, một mạch cái là tới rồi. Nhưng mà em phải dì bạn đó, em phải hoành ngược lại, em đi thường thường ở dưới quê có một cái đường vườn. Thì đi đường đó thì cái bạn đó, bạn chọn cái đi đường vườn đó, bạn đi mát, con gái mà đâu có thích chạy ra nắng đâu. Thích đi đường vườn kiểu ngây thơ mà tung tăng sông nước được các thứ. Thì bạn đó chọn cái đường đó thì nó bắt buộc nó phải xa hơn. Thì em cũng kiểu như tình yêu mà bạn của mình đi đường đó, hơi kệ, bấm bụng đi theo luôn, đi đường đó luôn. Thì bắt đầu mới là trễ về học hoài à, tại vì em với bạn đó học khác lớp. Thì kiểu như học buổi chiều, học trái buổi, học thể dục rồi cái thứ á, thì lúc nào em cũng vô trễ, người ta tập hợp đâu rồi em mới nhảy vô, lúc nào cũng bị phạt hít đất đồ chơi rồi vậy, ở không đâu chuyện gì làm đâu. Thế chứ trước khi mà học là lúc nào cũng bị hít đất trước. Thì vậy á. Ừ, cái đó. Có nghĩa là thật ra là em nhìn vào ánh mắt mọi người, em biết là mọi người đang mong chờ có một cái kết gì đó nó rất là hoành tráng và khủng khiếp, hoặc là có một cái câu chuyện tình gì đó nó rất là ghê gớm, nhưng mà cuối cùng chỉ như vậy thôi đó, là mọi người cũng đã đủ hiểu. Không, được tại mà. Vì tôi nhớ được cái chuyện đó à, mọi người đã chứ mấy cái chuyện kia tôi không nhớ. Đất rồi sao, kết thúc vậy thôi hả? Thì cũng quen tình yêu học trò thôi, chứ cũng không tới đâu. Nhưng mà có tỏ tình với người ta chưa?
Không, hồi xưa nha, hồi xưa là em được nhiều bạn thích đó, tại vì em hát được. Mà hát á, là chuyên gia có những cái chương trình 20 tháng 11 đồ thi á, thì mặc định nha, ngày xưa con trai mà đứa nào mà hát được là gái đi treo nhiều dữ lắm. Thì em đặc biệt một cái là mấy bạn, tại là mấy chị đeo không à, mấy cái chị lớp 11, 12 mới thích, còn mấy bạn lớp mà dạng như trung trung bằng tuổi em thì không ai thích em chứ. Kiểu như thấy em trẻ trâu hay sao, xử nhi hay sao, không ai mà kiểu như không ai tiếp xúc em chứ. Nhưng mà chỉ có 11, 12 mới tiếp xúc em thôi. Là ngày xưa có cái chuyện là viết thư là viết nhiều lắm, lúc nào học tủ em cũng nhiều. Tại là 11 với 12 không, mấy chị lớn không à. Mà cái kiểu thích của mấy cái chị đó ngộ lắm, kiểu như là chọc ghẹo vậy á. Kiểu như là thấy thằng này nó giỏi giỏi, kiểu như chọc ghẹo chơi vậy thôi à. Đau lòng lắm. Ủa? Tự nhiên có cái gì mà đau lòng trời? Không, tại vì mấy cái chị đó, mình khi mình nói chuyện tiếp xúc đã rồi á, là mấy chị lúc nào cũng có ghệ rồi hết trơn á. Mà đi có ghệ rồi mình đem đi chọc ghẹo mình vậy, thấy đau lòng, thấy tủi thân rồi. Bây giờ... Xong rồi. À, hết luôn rồi đúng không? Đó. Nhìn mặt mọi người kìa. Em nói rồi. Chỉ vậy thôi. Mọi người đủ hiểu cái cảm giác của em khi mà sống chung với một cái người mà nhạt nhẽo như vậy thì nó sẽ như thế nào. Dạ, mọi người thông cảm cho em chứ.